Chào mừng các bác đến với kênh của Hiền Trần TC. Hôm nay em có nhận được món quà là món đồ là cái sạc MBT này. Thì em mới lấy về của bên đặt trên Shopee. Này em đặt có mua một bác ở trên Shopee bên Quảng Ninh này. Đó, gửi cho em. Đây, Quảng Yên, Quảng Ninh. Đó, con sạc MBT này. Đó, thì, trong hộp đóng gói cũng rất kỹ càng. Đây. Hộp hộp bọc xốp hai đầu, mình tặng cho thêm một cái rắc MC4 này nữa. Đó, thì em có bóc ra em coi, và bây giờ em đang test thử đây. Đó, đang test thử với 4 tấm pin. Đó, em có 4 tấm pin 400W. Bữa trước em có review cái pin là 400W pin, thì em sạc vẫn được sạc PWM này. Thì, nó sạc cũng rất là ok, nhưng mà nó do cục sạc thì nó nóng quá, nó sạc mình không có dùng cái quạt kia thì cái cục sạc rất là nóng. Đấy, hay là nghe nói là hiệu suất chuyển đổi của anh PP PKM thì nó không được bằng con MBT này. Thì hiện tại bây giờ đang là lúc 15 giờ 15 phút này, ngày 11 tháng 9 này. Đấy, đây, em đang trên gác nha, đồ nó hơi đồ bày hay. Hiện tại em đang bày hay như này để em test đồ cho các coi. Thì em mới lắp đây, đang cho nó chạy thử. Đó, 400W. Thì bây giờ là trời thời tiết nó cũng mới mưa xong. Sài Gòn bây giờ nó mới mưa xong nên là nó không được nắng cho lắm. Thì hiện tại em đang test thử, bây giờ em sẽ cho máy ra để em cho có xem cụ thể nha. Đây là lúc trước em có đấu hai cái pin này, là trước em đấu là 4 tấm, 3 tấm này. Tại xài cái cục sạc PKM này là phải đấu pin là nối, nếu mà hệ 12 thì phải đấu song song với nhau. Đó, để vào nó thì bao nhiêu tấm pin thì mình phải đấu song song nhau hết. Để điện áp nó 20, 20V, 18, 20V là mạch khi mà nó sạc cho bình này, 12 này thì nó còn giảm được. Còn riêng thằng MBT này thì các bác nấu nối tiếp với nhau hết. Đó, thì trong đó là đây. Đó, 4 tấm pin này em đang đấu nối tiếp với nhau. Đây là dòng lúc mà đang sạc thì nó ra xong rồi. Đây em sẽ tắt cho các coi này. Đó. Đó, khi tắt là coi như là cái này là 82V. Đó, 4 tấm nối tiếp với nhau. Đây đồng hồ đo cho các coi này. Đây, cho đồng hồ này. Đó vào đây. Đó, hiện tại đang là 82V 7. Đó. Đó, con MBT nó cũng đang báo là 82V 3. Đó, nó do cái lúc nắng lúc, đó, hiện tại làm chưa có sạc. À, chưa có đâu gì. Em làm sẽ bật cái CB sạc lên. Đó, MBT đang chạy này. Đó, cái dòng nó đang vào là 2,7A, dòng nó ra là 10, do cái máy lấy nét nó cứ bị mở tối nó hơi khó nhìn thôi. Đó, dòng nó vào là 2,9, nó ra là 12A. Đó, thì tức là mỗi cái khi mình nối tiếp với nhau á thì tấm pin nó báo là dòng này dòng của một tấm pin, tức là dòng của một tấm pin. Khi nối tiếp nhau thì tất cả các dòng nó chỉ được như đây thôi. Cái dòng đỉnh nhất thì được tấm pin nó sẽ là 5A. Cái còn nó ra đây, đây thì cái dòng nguyên tắc và là với con MBT này, khi nấu mình nấu nối tiếp nhau thì cái dòng dòng nó ra là vẫn đủ. Cái ví dụ như mình đang ra là chỗ này khoảng đi 3A đi thì 3 4 tấm pin thì nó vẫn là 12A, nhưng nó được thêm được cái thằng vô này, số vô này mà nó cao á thì nó sẽ cộng thêm, tái thêm A cho thằng này. Đấy, thế nên là cái thằng MBT này người ta nói là nó sạc nó hiệu quả hơn. Nhưng thấy 4 tấm pin này thì hiện tại em đang test thử nên chưa có đánh giá kỹ lắm. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu cho bác coi là cái mẫu này thôi. Cái mẫu này cũng được nhiều bác ở trên mạng cũng đánh giá nhiều. Đây. Cái quạt tỏa nhiệt nữa này. Đó, thì chạy nóng thì quạt sẽ chạy này. Đó. Trong này, trong có cục tụ chứa cái thứ ở trong này. Bữa nay em sẽ tháo cho quay. Thì hiện tại đây, pin cho xuống này. Qua nó này thì thằng này nó không có cài đặt gì hết ạ.
chung là con men sạc này nó rất là thông dụng cho cái bác nào mà chơi đơn giản thủ công, tức là không phải cài đặt gì hết, về là chạy luôn, cắm và chạy. Thì nó chỉ có cài đặt này đơn giản thôi, một xíu em sẽ nói. Nhìn vào đây phát là ra đây luôn, đây bắt mắt tờ đây, nó đang báo đây. Đấy, từ nãy giờ em vào được 27A này, là từ lúc em cắm sạc cơ cho nó. Đây còn không như con MBT này, MBT này thì nó có nhiều chức năng cài đặt này, u ra cổng ngõ ra này, ngõ loát này, nó nhiều lắm, nhưng mà con này thì nó đơn giản lắm. Đây nó đơn giản như này, đó nó có chức năng này, chọn này pin này, hoặc là bình này. Đó chọn pin hoặc bình, thì trong đó là ví dụ như là mình chọn bình thì là PP, pin thì đây đây các em là pin lipo 4 này, thì mình chọn pin, chọn pin xong cái mình xuống chọn dòng nạp. Thì cái pin này của 10 pin lipo 4 thì dòng nạp nó thường là 10 14,6 đây, thì em cho là 14,6 này. Đó xong rồi xuống nữa mình chọn dòng ra, dòng ra thì mình có thể thằng này cái đời phiên bản 2020 này nó hay cái là nó chọn được cái dòng 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 nạp nha, những cái mẫu khác thì lại không chọn được dòng nạp, mẫu này lại chọn được dòng nạp. Ví dụ như là đây hiện tại hồi nãy em đang ra được là 12A, thì bây giờ em sẽ giảm xuống này. Đó, em giảm xuống này, giảm tối thiểu 5A luôn, thì nó chỉ có ra 5A cho mình thôi. Đó, cái này là cái kilowatt mới cho nó chạy được bao nhiêu. Đó, xuống này nữa là mình thoát ra luôn. Đấy, sau khi thoát ra cái là máy nó khởi động lại một lần nữa. Đó, mình ra đây, nó chạy này. Đó, đây thì đương nhiên là đây vẫn cái dòng vôn thì vẫn cao. Đấy, nó khởi động lại lần nữa. Vôn nó vẫn cao này. Này nó ra này. Ra nhưng mà cái ampere nó chỉ có 5A thôi, nó không lên. Đó thế nên là nó hay cái là các bác có thể dùng những cái bình lớn thì mình sạc lớn, bình nhỏ hay sạc nhỏ. Để thứ nhất là an toàn cho bình. Dòng này nói chung là sạc khi sạc thì nó cũng có giảm dòng, nhưng mà mình để mình cho cái dòng sạc nó vừa tầm thì nó không bị hại. Đó thì bây giờ như đây. Đây em giảm xuống 5A, nó chỉ ở trong mức 5A thôi, không lên nữa. Bây giờ em sẽ cho mát mát luôn. Rồi cho hết rồi. Tại vì bây giờ em chỉ có 400W pin, thì 400W pin thì mỗi tấm nó khoảng 5A, thì nó khoảng tầm 20A thôi, nhưng mà bây giờ nắng không được hết. Em cứ cho nó mắc luôn. Rồi. Đây là nó chỉ có chức năng, nó chỉ có ba nút thôi, xài nó không có để gì cho các bác để nghịch hết đó. Đó, dòng lại lên này, này là dòng, tức là mình để hết mắc lại, coi như là pin ra bao nhiêu nó ra bấy nhiêu đấy. Rồi, khởi động lại lần nữa, con này nó cứ mỗi lần ấy nó sẽ khởi động lại lần nữa. Đó, nó sẽ ra từ 2,8A này, nó lên 11A này. Đó, qua đây vào cái bình này. Đấy, 11A này. Đó, thì trong cái bình này em đang có cái thẻ đo cell này, cell 1 này, cell 2. Đó, để biết cái cell nó đây. Đây, qua mạch IMS này. Đó, thì nó qua mạch để nó bảo vệ cái bình này chính này. Thằng sạc này nó có cái hay nữa này, là so với con sạc này không, mấy cái con sạc này không làm được, hoặc có những cái sạc khác trên thị trường không làm được, là sạc này có thêm chức năng là DC to DC, có nghĩa là khi mà mình đây ví dụ như hiện tại mình mất bình đi, đó mất bình sạc vẫn hoạt động nha. Đây, hoặc là mình đây mình mất mặt trời này, đó là coi như sạc tắt này, sạc tắt đấy. Như trường hợp của con sạc này á, thì buổi sáng các bác mà bình mà bị mất á, là nếu có mặt trời chăng nữa thì sạc nó không hoạt động. Nhưng con sạc này nó có cái hai cái là cấp bình trước cũng được. Con sạc này là bắt buộc phải có bình, cấp bình trước cho nó rồi mới cấp năng lượng mặt trời. Nhưng riêng dòng này thì mình cấp năng lượng mặt trời trước cũng được, mà bên bình trước cũng được. Đó, bên bình trước thì mình phải cài đặt, giống như em cài đặt rồi đấy, là cái hệ 12V này, cài đặt điện nó ra rồi. Thì khi bây giờ mình bật năng lượng mặt trời lên này, đó, đây năng lượng mặt trời đây. Đây, sau khi mình tắt đi thì đây, vẫn đo được quay này. Rồi. Tại đang cầm trên tay đo thì nó hơi khó tí. Đây, đang cầm trên tay, đo cho quay. À quên, cúp ở đây. Cúp ở đây, nó phải ở đây vậy các bạn.
81V nha. 82V. Đó. Đó. Sau khi bây giờ em sẽ bật CV lên. Đó, sạc lên luôn. Đó, nó không cần chưa vào bình luôn, đây đang cúp của bên bình, đây này nó đang báo 00 này. Đó. Thì khi mà ở cái chế độ này á là mình có thể mình chạy trực tiếp được các đồ luôn. Đấy, nếu mà cái pin được phép, pin cho phép thì mình có thể mình ra cái điện này, mình cho trực tiếp từ đây qua con kích này chạy luôn. Nhưng cái nhược điểm của cái thằng này thì nó có chạy là khi mà nắng lớn hoặc nắng thấp ấy, thì nó sẽ nhiều khi nó phải khởi động lại thì nó sẽ làm cho con này nó chập chờn thôi. Chứ còn các bác mà nếu các bác không dùng qua cái bình này mà muốn chạy trực tiếp cái này với cái này thì các bác dùng qua con tụ, siêu tụ ấy, thì nó tụ điện lại thì nó ổn định, thì là chạy trực tiếp luôn, không cần phải bình này luôn. Là mặt trời trực tiếp vào đây là qua sạc, là qua con kích này là chạy hai ra 220. Đó. Bây giờ em sẽ bật cái CB này lên để nó vào bình. Đó. Đấy, khi bật lên cái là quạt bắt đầu chạy hoạt động. Đó, nó giảm dòng xuống, tăng lên. Đây, 2,8 lên 11A này. Đó. Đó, thì tại em nay nó chưa được nắng đẹp, bây giờ đấy, bây giờ là 12 đấy, từ nãy giờ là 15 giờ 25 rồi. Nên em muốn quay thực tế cái clip này cho các coi. Clip sau em sẽ đánh giá, em sẽ test giữa thằng này với thằng này. Thì lúc trước em có đánh giá rồi, à có test chạy cái này rồi, nhưng mà em muốn làm cái clip để test thực tế so sánh giữa thằng này sạc MVT với sạc PKM này. Ở cái hệ nhỏ thì như thế nào, còn ở hệ lớn thì nó sẽ như thế nào. Đó, thì em sẽ làm cái clip đánh giá sau. Rồi, lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã quay hết video của em. Rồi, các bác có thắc mắc gì về vấn đề sạc năng lượng mặt trời hoặc là vấn đề về năng lượng mặt trời thì có thể lại bình luận dưới video của em sẽ trả lời thắc mắc cho các bác. Rồi, các bác xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nha.